Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu lắp camera trên xe khách, xe tải để phòng dịch. Ga Thanh Hóa siết chặt tầm kiểm soát Covid-19. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện nghị quyết số 66 của Chính phủ liên quan đến nội dung lắp đặt camera theo quy định tại nghị định số 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi lắp camera, doanh nghiệp và cơ quan chức năng có thể giám sát được trạng thái của lái xe như nghe điện thoại, mất tập trung và các hành vi mất an toàn giao thông khác. Đặc biệt, trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, camera là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch từ xa, nhắc nhở lái xe, hành khách tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, góp sức cùng xã hội đẩy lùi đại dịch. Có camera cũng rất thuận lợi cho việc truy vết nếu không may trên xe có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tuyên truyền hướng dẫn Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương và các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 tới đây, chủ xe cơ giới khi làm thủ tục kiểm định phương tiện, kể cả lần đầu và định kỳ tại các trung tâm đăng kiểm, không còn phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực như hiện nay. Đây là điểm mới được quy định tại thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành. Theo đó, khi đăng kiểm định kỳ, chủ xe chỉ phải xuất trình giấy đăng ký xe, bản chính, giấy biên nhận, thế chấp bản chính tại tổ chức tín dụng hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe. Riêng với trường hợp xe mới cải tạo, phải nộp kèm bản chính, giấy chứng nhận kiểm định cải tạo xe. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, bên cạnh siết chặt các biện pháp vệ sinh phòng dịch 5K theo khuyến cáo của ngành y tế, hiện nay, Ga Thanh Hóa đang phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa bố trí nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho hành khách lên xuống ga. Chuyến tàu thống nhất SE8 từ ga Sài Gòn về đến ga Thanh Hóa vào 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 chưa có đến 10 hành khách xuống ga. Ngay sau khi hành khách xuống tàu, nhân viên của ga đã hướng dẫn cho hành khách thực hiện khai báo y tế. Đối với trường hợp chưa có giấy xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ đồng hồ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa yêu cầu hành khách phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19. Hành khách chỉ được rời khỏi khu vực ga khi đã có kết quả âm tính. Thời gian làm test thì rơi vào khoảng là cả những cái thời gian khi mà khai báo y tế đến lúc mà làm test xong thì rơi vào từ 15 đến 30 phút ạ. Đối với những cái trường hợp mà ở đây có cái trường hợp mà ví dụ như là có hành khách mà có cái test nhanh là dương tính thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ làm test lại lần 2 và lần 3. Ta là có bố trí một phòng cách ly để cho những hành khách và người cán bộ nhân viên có biểu hiện ho sốt hoặc là nhiễm dịch bệnh. Cái trường hợp bố trí phòng đây là về thực hiện đây là các biểu hiện ho sốt của hành khách báo hoặc là cán bộ nhân viên báo thì đều là đưa vào đấy và báo cho bên cơ quan y tế để đến hoặc tiếp quản và thực hiện cái việc tiếp theo. Hiện nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ duy trì hoạt động một đôi tàu thống nhất là SE7 và SE8, đồng thời chỉ tiếp nhận hành khách đi tàu ở những địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội. Chính vì vậy, lượng hành khách xuống ga Thanh Hóa đã giảm rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, ga Thanh Hóa vẫn chủ động siết chặt các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo khuyến cáo của ngành y tế như áp dụng biện pháp vệ sinh khử khuẩn trong khu vực sân ga, phòng chờ của hành khách. Tất cả hành khách đều bắt buộc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn tay. Mặt khác, để sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, ga Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố ngày 2 lần thực hiện test nhanh kháng nguyên cho hành khách đi tàu xuống ga Thanh Hóa, kịp thời xác định ngăn chặn đối tượng có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần cùng lực lượng chức năng của tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.